Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục rộ lên đầu phía Trung Quốc khi hôm kia vòi rồng bạch tuộc vừa càn quét tan nát thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, thì ngày hôm qua núi lửa lại tiếp tục tuôn trào, vùi lấp hai thành phố xinh đẹp khác của Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền nam của Bắc Kinh chìm trong khói lửa và nham thạch. Và hai thành phố của Trung Quốc bị vùi dập trong khói bụi và đống đổ nát. Đó là thành phố của tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến cho giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sửng sốt và bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát đi một bản tin nói về núi lửa tuôn trào ở thành phố Tứ Xuyên của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho dân chúng ở nơi đây chạy toán loạn. Nham thạch đã phủ kín toàn bộ hai thành phố này, khói bụi và đống đổ nát lan tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho giới chức của hai tỉnh này vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm gì để cứu giúp cho những người dân vô tội. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đang mải mê hống hách bành trướng ở ngoài Biển Đông, khi Hải quân của Bắc Kinh đang cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh, thách thức các nước trong khu vực của Đông Nam Á, trong đó có Mỹ và thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, trong nước của Trung Quốc thì động đất, lũ lụt, sạt lở, vỡ đê, vòi rồng và núi lửa. Tuy nhiên, người đứng đầu của Vương quốc, ông Tập Cận Bình, đã không quan tâm lo lắng cho dân chúng. Ông ta chỉ nhăm nhé ấp ủ âm mưu, thủ đoạn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với các nước, hòng xâm chiếm lãnh thổ của phía Ấn Độ, Triều Tiên, Nepal, trong đó có cả Nga. Vì thế mà khi có động đất, sóng thần và núi lửa ập đến, hàng triệu người dân của Trung Quốc phải tự bấu víu vào nhau để chạy toán loạn mong được thoát thân. Thiệt hại về của cải gần như là 100%. Bởi đến nhà xây cao tới 10 tầng thì nước lũ đã ngập tới tầng thứ 9. Các nhà phân tích cho biết thêm, khi đại họa thiên tai ập đến, đã có rất nhiều người dân xấu số của Trung Quốc đã thiệt mạng và mất tích. Dự báo là rất nhiều, bởi vì cảnh nhà cửa tan hoang, làng mạc bị phá hoại, thành phố bị tàn phá trong mưa bụi và bão tố. Tuy nhiên, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và một kênh truyền thông uy tín nhất của Trung Quốc là tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua chỉ đưa tin có 3 người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Điều đó cho thấy rằng chính phủ của Trung Quốc hình như là đang cố tình bưng bít thông tin về hạn hán, lũ lụt, thiên tai do mẹ thiên nhiên gây ra. Phía Trung Quốc liên tục bị mẹ thiên nhiên giáng những đòn đau để trừng phạt phía Bắc Kinh. Hầu như lũ lụt, mưa to, bão tố phong ba, bão táp, sạt lở, sóng thần, núi lửa và vỡ đê liên tục ảnh hưởng trầm trọng tới 20 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại không một ai, không một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo, mà ở đây vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mất lòng tin đối với cộng đồng quốc tế. Cho nên khi xảy ra dịch bệnh hay hạn hán, lũ lụt, thiên tai, các nước đều không quay lưng lại với phía Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang mất dần uy tín trên trường quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin, hiện các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên còn hai quả núi lửa nữa đang có biểu hiện tuôn trào và phát nổ trong một vài ngày tới. Hiện giới chức và quan chức đang dò phá núi lửa ra một hệ thống thông báo khẩn cấp để người dân chạy đi sơ tán lánh nạn. Nếu không, thương vong sẽ là vô cùng to lớn và thiệt hại ban đầu ước tính hàng tỷ đô la. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết một tin rất xấu đối với Trung Quốc, đó là tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần trong một tuần tới và những tuần tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện bầu trời vẫn đang u ám và u tối. Bầu trời luôn trong tình trạng xám xịt, bao phủ toàn bộ những tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc. Do đó, lưu lượng nước tại những con sông như sông Dương Tử, sông Đường Giang, sông Hoàng Hà hay những nhánh của sông này đang ở mức báo động đỏ. Nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất cao. Như vậy, phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, đặc biệt là vòi rồng. Điều này đang làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập lại không lo lắng cho người dân mà vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước khác. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, cơ quan tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trung ương của nước này vẫn đang cho đào bới những đống đổ nát và cung cấp mì gói cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng cho đến giờ phút này đúng là không thể nào đùa được với thiên nhiên. Một khi đã để ông trời nổi giận thì thiệt hại là khôn lường. Người ta bảo rằng xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Ở những ngôi làng, những thành phố, những khu du lịch hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi của Trung Quốc, ví như khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn đã có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, một khu du lịch với tuổi đời rất cao, với vẻ đẹp hoang sơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và trên thế giới, nhưng cũng đã bị nhấn chìm chỉ sau một đêm lũ lụt, lũ quét ở thượng nguồn con sông Tam Hiệp đổ về. Để bây giờ thiệt hại phía Trung Quốc đang phải gánh chịu là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trời và đất cũng như mẹ thiên nhiên đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay thế cho thế giới, bởi vì những tội ác mà chính quyền của ông Tập gây ra trong thời gian vừa
vừa qua là vô cùng to lớn. Bây giờ ắt phải nhận những nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp quật giáng lên đầu chính quyền của ông Tập. Và nếu như đúng theo quy luật của thiên nhiên thì những điều trên hoàn toàn là chính đáng. Đấy là một bài học, là một lời cảnh tỉnh cho chính quyền của ông ta tỉnh giấc mà ngồi dậy cầu nguyện sám hối với cả nhân dân, với các nước trên thế giới. Và nếu như trong thời gian tới chính quyền của ông Tập không thay tính đổi nét, tiếp tục đi bành trướng bắt nạt ở ngoài Biển Đông, dám đi xâm chiếm lãnh thổ các nước láng giềng xung quanh mình, dám đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra toàn nhân loại, thì không chỉ có miền Nam của Trung Quốc bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, mà ngay cả miền Bắc, nhất là những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập rồi cũng có một ngày bị tàn phá và vùi dập. Thưa quý vị, theo lời kể của hai người dân ở tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên cùng những nhân chứng sống ở tỉnh Trùng Khánh cho biết, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, sóng thần, động đất, vỡ đê đến nay đã là ngày thứ 39 ập đến phía Trung Quốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây 3 hôm thì hai trận động đất mạnh dưới lòng đất đã xảy ra, hôm kia thì vòi rồng xuất hiện cuốn trôi đi tất cả. Hôm qua thì một ngọn núi lửa mang tên Sitaptur đã tuôn trào khiến cho khói bụi, nham thạch phủ kín hai nơi lộng lẫy nhất của Trung Quốc, đó là Vân Nam và Tứ Xuyên, khiến cho ít nhất 150 triệu người dân của Trung Quốc đại lục tiếp tục chạy toán loạn đi sơ tán. Hơn một nửa trong số đó đã quyết định rời bỏ miền Nam của Trung Quốc để đi về phía Tây Tạng. Một số khác thì đã bỏ lên Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Số còn lại đã chạy sang biên giới của nước Lào và Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới thiên tai dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc. Hôm qua, một hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết báo cáo một tin buồn đối với Trung Quốc khi nửa cuối năm nay bão dồn dập và lũ lụt hạn hán liên tục xảy ra đối với phía Trung Quốc. Những diễn biến thời tiết thất thường của Trung Quốc liên tục xảy ra, đặc biệt là ở Tây Tạng hiện tại đang là mùa hè, nhưng bão tuyết đang phủ kín vùng này. Bão trên biển cũng đã xuất hiện dồn dập xung quanh quần đảo Phú Lâm cũng như quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc thường xuyên nhận đó là chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa lũ lịch sử kéo dài hơn một tháng vừa qua, khiến hàng triệu người dân của nước này đang điều đứng, phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp và cực đoan của thiên tai trên thế giới, đặc biệt là trong năm 2023. Ở Việt Nam, khi bước vào tháng 3, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ, thiên tai mà Trung Quốc lây lan có ảnh hưởng, nhưng các chuyên gia cho rằng dịch bệnh cũng như thiên tai của Trung Quốc không làm ảnh hưởng tới đất nước của Việt Nam. Giả sử con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có vỡ toang ra thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa cập nhật được về Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 7 đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc đưa vào biên chế các đơn vị tiêm kích tàng hình thế hệ mới C-20. C-20 là một trong hai thế hệ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 được triển khai từ cấp phi đội trên thế giới, chiếc còn lại là F-35 của Mỹ. Tiêm kích tàng hình này được đưa vào phục vụ trong quân đội của Trung Quốc BLA. Máy bay này có chi phí nghiên cứu và phát triển khoảng 4,5 tỷ USD, ít hơn 10% so với F-35. C-20 hiện được coi là một trong những tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới và thiết kế của nó đã được cải thiện đáng kể từ khi đi vào hoạt động với sự tích hợp của hệ thống điện tử hàng không, lớp phủ tàng hình và động cơ mới. Bản tin gần đây từ CCTV cho hay, lực lượng không quân giải phóng quân dân Trung Quốc BLA đã triển khai một lữ đoàn C-20 mới, biến thể tăng cường của C-20A thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phương Bắc, trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được triển khai ngoài Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông và Miền Nam, vốn được ưu tiên nhận các tiêm kích tàng hình mới. Tiêm kích tàng hình C-20A trong lữ đoàn mới tích hợp động cơ WS-10C do Trung Quốc tự phát triển, được quảng cáo là mang lại hiệu suất cải thiện hơn nhiều so với phiên bản động cơ trước đó được trang bị C-20. WS-10C là động cơ thứ 3 được sử dụng bởi các tiêm kích tàng hình C-20. Máy bay này ban đầu sử dụng AL-31FM1 của Nga, vốn được sản xuất cho máy bay tiêm kích bom Su-34 trước khi chuyển sang một biến thể WS-10 cũ hơn. WS-10C được coi là một trong những động cơ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ tư có năng lực nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn kém tương đối xa so với động cơ Satur-30 của Nga, đang được phát triển cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Hai động cơ WS-15 của chính Trung Quốc dự kiến được tích hợp trên các hệ tiêm kích tàng hình C-20 trong tương lai. Một biến thể mới của C-20, dòng C-20B được đưa vào sản xuất vào năm 2020 và hiện nay có tin nói một biến thể hai chỗ ngồi dự kiến sẽ ra mắt khi được đưa vào trang bị tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 5 Chengdu C-20 của Trung Quốc đã trở thành tiêm kích tàng hình hoạt động duy nhất được phát triển bên ngoài của Mỹ. Một biểu tượng nổi bật cho thấy Trung Quốc nổi lên như một nhà sản xuất máy bay quân sự hiện đại hàng đầu. Máy bay này là một tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hạng nặng, được kỳ vọng sẽ kế nhiệm chiếc J-11B trước đây đã hình thành trụ cột của không quân Trung Quốc. J-20 được thiết kế để đảm nhận cùng một vai trò với tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ. Trong khi J-20 được tích hợp nhiều công nghệ mới hiện đại từ cảm biến, vũ khí cho đến việc giảm tiết diện radar,
Một khiếm khuyết lớn là việc nó phụ thuộc vào động cơ AL-31FM2 của Nga. Những động cơ này lần đầu tiên được đưa vào trang bị, trong khi không quân Nga vào năm 2014 được phát triển cho tiêm kích tàng hình tấn công thế hệ 4++ Su-34. Các động cơ AL-31FM2 cũng có nhiều điểm tương đồng với động cơ AL-41F1F được phát triển cho tiêm kích Su-35 của Nga. Nhưng mạnh hơn một chút, Trung Quốc đã mua một số ít Su-35 và nhiều người cho rằng đó là bởi họ muốn học hỏi công nghệ là chính, nhằm đến một lúc nào đó tự phát triển động cơ của riêng mình. Kể từ đó, các nỗ lực được thực hiện để phát triển các động cơ bản địa phù hợp với J-20 hiện đã có ít nhất hai thiết kế, đó là WS-10 và WS-10. Và tất cả những tin tức liên quan tới tình hình trên của phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn trong những bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.